Đây là cái bông cải cải sang hơn nha các bạn. Thì cái bông cải này mình mua ở siêu thị đó, nó bán là 100 yên tiền Việt Nam là 20 ngàn ha. Thì nó bao bằng cái miếng bọc bằng một thực phẩm lại đó. Mình mua bữa giờ để trong ngăn mát tủ lạnh đó, tại vì mình đi siêu thị một tuần nè. Má chị ta. Mình mua thì cái bông này là nó có cái màu xanh đọt chuối. Nó khác với những cái bông khác ha, và tại sao nó có tên san hô là bởi vì là nó có những cái chùm 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 lên như vậy, nó giống san hô ha. Mình không biết là ở bên Việt Nam mình bây giờ là đã có cái loại bông cải này chưa. Mình tra trên mạng thì chỉ thấy nó bán hạt giống thôi. Bây giờ thì mình sẽ cắt cái bông cải này ra, mình đem đi hấp ha, rồi sau đó mình sẽ chấm với lại phô mai mình ăn. Thì bông cải này để mình cắt ra thử bên trong cho các bạn xem coi bên trong nó như thế nào nha. Thì bên trong của bông cải này nó cũng giống như mấy cái loại bông cải khác thôi các bạn, nhưng mà chỉ có hình dạng ở ngoài thì nó hơi khác một chút xíu thôi, là nó có màu xanh đọt chuối và nó giống như san hô vậy đó. Bây giờ mình sẽ cắt ra, mình bỏ bớt cái này đi rồi mình đem đi hấp. Mình không biết bông cải này bên Việt Nam giờ bán chưa ta, chứ bông cải này bên Nhật rẻ lắm, bây giờ đang là mùa nè cho nên nó bán rẻ lắm, rẻ quá trời rẻ luôn. Lúc đầu mình mới qua Nhật mà thấy bông này lạ lạ, ăn cũng được. Vì cái lò nướng nhà mình là lò nướng đa năng á, cho nên mình sẽ cho nước vào đây ha, để mình đi hấp bông cải, mình cho bông cải vô luôn. Rồi bây giờ mình bấm nút mình hấp, để hấp bông cải trong vòng 15 phút ha. Xin chào tất cả các bạn. Sa con chào cô chú. Sa xin chào cô chú đi. Mình sẽ ăn bông cải san hô chấm với lại phô mai. Thì bông cải san hô bên Nhật bán rất nhiều các bạn, cho nên hôm nay mình sẽ mua mình ăn để review cho các bạn xem, không biết bên Việt Nam có bán không. Thì mình ăn phô mai cho nên mình cũng cho Sa ăn phô mai luôn. Thì cái này là phô mai trẻ em, thì cái này là phô mai trẻ em, mình chỉ cần xé ra là Sa ăn thôi. Không, con sẵn cái bịch gì đây, cái cạp gì đây. Đúng rồi. Bây giờ mời các bạn ăn với mình nha. Đây là dĩa bông cải san hô ha, còn phô mai bên đây thì mình quay nóng lại thôi. Và tất cả các bạn nha, đây là cái bông cải san hô. Thì khi mà mình luộc xong á, phần ở dưới này của nó thì màu trắng và phần ở trên ngọn á thì nó màu xanh đọt chuối, nó rất là lạ, nó rất là lạ và nó rất là khác với lại cái bông cải ở bên Việt Nam của mình. Giờ mình chấm ha, xin mời các bạn nha. Hồi nãy mẹ đó giờ nó dính. Xin mời tất cả các bạn. Bông cải ngọt, phô mai béo. Lâu lâu ăn đồ luộc mà chấm với phô mai cũng ngon mà. Ăn được không? Tắt rồi. Thích ăn phô mai nữa. Mà tất cả các bạn nha, trời hôm nay trời lạnh á, mình quay phô mai lại rồi cái giờ cái nó lạnh là nó không có còn kéo dài ra được, nó dính lại. Nó lạnh nó mau, nó mau đông lại ghê. Mời tất cả các bạn nha, nguyên miếng phô mai. Cái bông cải san hô này ăn á, nó phòng chống ung thư các bạn, chống lão hóa, phòng chống ung thư,
ăn rất là tốt cho sức khỏe. Nó cũng tốt y như là bông cải xanh vậy các bạn. Trong tất cả các loại bông cải thì bông cải xanh là bông cải có nhiều vitamin nhất. Và sau đó lấy bông cải này, xà nó thích ăn phô mai quá cô chú. Dít miếng phô mai lên nhé các bạn. Bông cảm này à, đem đi xào với mực, xào với tôm cũng rất là ngon các bạn. Rồi hôm nay mình thèm ăn phô mai cho nên mình đem mình hấp rồi mình chấm phô mai ăn ha. Chứ bông cảm muốn làm gì ăn cũng được hết. Trời ơi, từ từ, cái này ngon hơn chị nữa. Xà thích phô mai quá. Mẹ cũng thích phô mai luôn. Xin mời tất cả các bạn. Chỉ thích ăn phô mai thôi. Dạo này xá lười ăn cô chú ơi. Cơm trưa cơm tối gì nó ăn có chút xíu. Không biết mình ăn hết cái bông cải được không? Chứ thằng cải nó dưới sức mình là nhiều quá. Mày cho tiếp mà ôi chi ngon hơn hả. Xin mời tất cả các bạn. Nó rất là ngọt các bạn. Ngọt cái vị bông cải tự nhiên ngon thiệt. Cháu bạn coi từng mắt nữa. Ở đây từng bẹ nhỏ nha. Nó ra như cái san hô các bạn. Cho nên ta mới kêu là san hô là đúng rồi nè. Cho bạn coi. Những cái bè nhỏ nên chỉ lên như cái nấm mà. Cho nên ta mới kêu là san hô đây. Thì ra là vậy á.
tên Việt Nam thôi. Tên Việt Nam của nó là bông cải san hô. Ăn nữa à? Nó mới mở nha. Hết bịch luôn. Đó. Đó, đổ kẹo ra. Quậy kinh dị. Mình ăn hết nổi bạn ơi. Video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết cái video của mình nha. Nếu các bạn thấy thích cái kênh của mình, hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye. Sao bye bye cô chú bạn.